là một trong những cán bộ đầu tiên tham gia tiếp quản thành phố và là giám đốc đầu tiên của Sở Văn hóa Hải Phòng trong 10 năm. Ông cũng là một trong những người đầu tiên xây dựng tổ chức Hội Văn nghệ Hải Phòng. Ông đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hè cách mạng, xây dựng đời sống mới, xây dựng chính quyền bằng các hình thức hoạt động văn hóa nghệ thuật có hiệu quả. Trong hoàn cảnh thành phố còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, tôi đã trưởng thành từ khi hát thì tôi cũng thấy âm nhạc, tôi cũng hiểu âm nhạc. Tôi là một người chuyên môn về âm nhạc. Thế hệ trí thức của chúng tôi thời ấy rất chịu ơn cái sự hiểu biết về văn hóa và về âm nhạc. Ông Trần Hoàn đã tạo ra một buổi cái Hải Phòng từ năm 55 đến năm 65 là người có thập kỷ đẹp nhất. Mùa xuân, một mùa xuân nhỏ nhỏ.
Hải Phòng 6 tháng 10 giới thiệu lên nhạc Trần Hoàn, Hải Phòng, đường cửa biển, chỉ